Điên hả? Người đã ở phòng khách rồi. Được. Tiểu thư, uống chút nước đi. Hiện giờ cha mẹ Lâm Trí đã trở về, dù gì cũng xem như có người chăm sóc cho tỷ ấy. Tuy số Lâm Trí khổ, nhưng tỷ ấy có thể quên hết tất cả, cũng xem như là trong quả có phúc. Ta chỉ lo tình trạng tỷ ấy không ổn định. Tiểu thư đã chẳng phải gửi thư mời Trưởng Tôn tiên sinh tới rồi sao? Có Trưởng Tôn tiên sinh chăm sóc, chắc cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Có những lúc ta nghĩ, nếu như ta cũng có thể quên đi hết tất cả thì tốt rồi. Ta lại nghĩ lung tung rồi. Thù nhà chưa báo, sao ta có thể chỉ nghĩ cho bản thân? Tố Từ, đi xem thử đi. Mau vào đi. Tố Từ, muội ra ngoài canh chừng. Tham kiến nương nương. An công tử bảo tiểu nhân tới gặp nương nương. Người của công tử đã tìm thấy Thẩm An công tử rồi. Thật sao? An Nhi đang ở đâu? Nhưng công tử vẫn chậm hơn Quảng Bình Dương một bước. Phải nhìn người của Quảng Bình Dương phủ dẫn người đi mất. Cái gì? Đây chính là Thẩm An à? Đây là An Nhi sao? Phục sinh đi, sao để ý lại như vậy? Chắc do trước đây Thẩm An công tử bị cú sốc quá lớn, không chịu nói chuyện và cũng không cho người khác lại gần, cứ trốn như vậy. Đứa trẻ này quá khổ rồi. Lúc đó hơn 20 mạng người của Thẩm gia đều bị hại, chỉ một mình Thẩm An thoát khỏi cái chết. Tận mắt nhìn thấy người nhà của mình phải chết thảm, chắc là đã chịu đả kích không nhỏ. Điện hạ, chuyện của Thẩm gia thuộc hạ luôn có một chuyện vẫn chưa hiểu. Là chuyện gì? Hôm đó chúng ta phái không ít người đến Thẩm gia, chỉ có Hà Linh Y thoát thư trở về, những người khác đều bị tiêu diệt hết. Lẽ nào người của đối phương phải đến đều là cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ? A Kỳ Na nói là người bên cạnh đệ. Lẽ nào người này là của Quảng Bình Dương phủ sao? Điện hạ có từng nghĩ tới một khả năng khác? Người giết họ không phải kẻ địch mà là người quen. Như vậy có thể giải thích tại sao hiện trường không có dấu vết tranh chấp, bởi vì giống dĩ không hề có đề phòng. Không phải cao thủ gì hết, mà là có nội gián. Nội gián? Ý của điện hạ là? Dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, hình như chuyện nào Hà Linh Y cũng không tránh khỏi can dự. Thẩm An lúc đó trốn được, nói không chừng để ý đã nhìn thấy gì đó. Nhưng Thẩm An công tử bây giờ không nói không rằng, chúng ta có thể hỏi được gì chứ? Chỉ có thể để đứa trẻ này chịu khổ một lần. Dẫn Hà Linh Y qua đây. Dạ.
An Nhi, đừng sợ, Quynh sẽ không hại đệ đâu. Quynh đưa đệ đi tìm tỷ tỷ có được không? Nè, tiểu thư, sao rồi? Nghe ngóng được rồi, các chị dễ nói hôm nay Phong Sinh Y đích thực có dẫn về phủ một thiếu niên, nghe bọn họ miêu tả chắc chắn chính là tiểu thiếu gia rồi. Vậy bọn họ đã dẫn An Nhi đi đâu chứ? Chắc chắn còn ở trong phủ này. Tối từ chúng ta mau chóng chia ra đi tìm, mau lên. Ừ. Nè An Nhi, ăn nhiều một chút. Điện hạ, An Nhi, tránh ra, tránh ra, tránh ra đi, An Nhi, An Nhi, để bình tĩnh đi, tránh ra, An Nhi, là Quynh, An Nhi, An Nhi, An Nhi, An Nhi, tránh ra, tránh ra, An Nhi, An Nhi, là tỷ đây. Tỷ tỷ đây mà. An Nhi, là tỷ tỷ, mau đứng lên. An Nhi, tỷ tỷ, cuối cùng cũng tìm được đệ rồi. An Nhi đừng sợ, tỷ tỷ ở đây, tỷ tỷ ở đây. Tỷ tỷ, tỷ tỷ lo chết đi được. An Nhi, mau để tỷ xem, đã lâu như vậy đệ đã đi đâu vậy? An Nhi, sao vậy? Sao vậy? Giết rồi, giết, giết rồi. Sao vậy? An Nhi à, giết người. An Nhi đừng sợ, tỷ tỷ ở đây, tỷ tỷ ở đây. Giết người? Ai giết người? Nói tỷ tỷ nghe. Ai giết người? Để nói tỷ nghe đi. Đích thực là cô Hà Linh Yên, là cô giết chết cả nhà Thẩm gia ta. Nương nương, sao người nói vậy chứ? Nếu như không phải là cô, sao An Nhi lại sợ hãi như vậy? Vì sao để ấy chỉ cô chứ? Lý Thục Mội là chàng sai khiến Hà Linh Y. Bây giờ chàng còn gì để nói nữa chứ? Ta thật không ngờ, không ngờ chàng lòng dạ độc ác như vậy. Thẩm Trân Châu, nàng vốn dĩ không có bằng chứng. Cho dù Hà Linh Y đến thẩm phủ, cho dù Hà Linh Y giết người, vậy thì đã sao? Bổn vương sai người đi bảo vệ Thẩm gia, hôm đó Hà Linh Y cũng bị thương nặng, liều mạng mới thoát ra được. An Nhi nhìn thấy Hà Linh Y thì có gì kỳ lạ? Ngược lại là nàng, bổn vương nhiều lần nhắc nhở nàng không được có bất cứ qua lại nào với phụ tử An Thị, nếu không sẽ không tha cho nàng. Như hôm nay nàng đã làm gì? Mau dẫn lên, quỳ xuống. Nương nương, nương nương cứu ta. Chàng, không ngờ quản bình dương phủ ta lại có tai mắt của An Khánh Từ ra trộn vào được. Chàng muốn làm gì? Đừng làm khó hắn. Trước mắt là nên quan tâm tới an nguy của mình đi. Người đâu? Có. Đưa Thẩm Nhụ Nhân ra ngoài chăm sóc thật tốt. Không có mệnh lệnh của bổn vương, không cho phép cô ấy đi bất cứ nơi nào. Dạ. Lý Thục, chàng làm như vậy thật là quá đáng. An Nhi, An Nhi, đi. An Nhi, đi. An Nhi, buông ta ra. An Nhi, An Nhi, buông ta ra. An Nhi, An Nhi. Hà Linh Y, buông ta ra. Dạ. Người lùi xuống trước đi. Dạ. An Nhi,
Đưa An Nhi về phòng, chăm sóc tốt cho đệ. Dạ. Điện hạ, lúc nãy sao người không giải thích với nương nương, ngược lại còn nhốt lại nữa? Trước khi Hạ Linh Y lộ ra đuôi hồ ly của cô ta, chúng ta tuyệt đối không thể bước dây động rừng. Bây giờ Trân Châu vẫn chưa biết sự thật, ta sợ nàng ấy vì nhất thời manh động làm ra chuyện gì. Bây giờ nhốt nàng ấy trong nội viện ngược lại càng an toàn. Bắt đầu từ bây giờ, giám sát Hạ Linh Y, không thể để cô ta giở trò nữa. Điện hạ, cô ta đến chưa? Thuộc hạ thất trách, để cô ta chạy mất. Không biết điện hạ đêm khuya tới thăm có việc gì? Gần đây trong phủ không được an ninh, bổn vương đến để nhắc nhở ngươi hành sự phải cẩn thận một chút. Dạ, thuộc hạ nhớ rồi. Điện hạ, cô ta rất cẩn thận, bổn vương không có được chứng cứ gì. Có lẽ tối nay ám sát Thẩm An chỉ là một trận thăm dò. Có thể cô ta sớm đã biết bổn vương nghi ngờ cô ta. Cho dù thế nào, giữ Thẩm An lại trong phủ cũng thực sự quá nguy hiểm. Vậy điện hạ dự định thu xếp cho Thẩm An công tử như thế nào? Hiện nay tâm trạng của Thẩm An rất không ổn định, đệ ấy vốn không thể giao tiếp bình thường với người khác. Bổn vương đang định để Mộ Dung Lâm Trí chữa trị cho đệ ấy, hay là đưa An Nhi đến Mộ Dung phủ tịnh dưỡng đi. Cả nhà Mộ Dung và Thẩm gia trước giờ thân thiết với nhau, chắc sẽ bảo vệ tốt cho Thẩm An công tử. Ngươi lập tức đưa An Nhi đến Mộ Dung phủ, nhưng không thể để bất cứ ai biết chuyện này. Dạ. Mở cửa, mau mở cửa. Hãy mau mở cửa đi. Thả bọn ta ra. Mở cửa chưa? Mở cửa ra đi. Ta mở cửa để đệ ta có nghe thấy. Hãy mau mở cửa. Mở ta cửa chưa? Ra ngoài. Mở cửa, nhìn lên. Thẩm Trân Châu, ngày thường cô được sủng ái ra sao, vậy mà cũng có một ngày bị dứt bỏ trong lãnh cung này ha. Đáng tiếc quá, cảnh xuân đầy dương nè. Thôi Thái Bình, sao mà ở đâu cũng có cô ta vậy? Rồi. E là lần này còn phải cảm ơn cô ta đến đúng lúc. Thôi Thái Bình, cô có gì đáng đắc ý chứ? Không ngắm cảnh xuân một hai ngày cũng đâu có gì to tát. Sau này thời gian ta và điện hạ cùng ngắm cảnh xuân, cảnh thu, cảnh đông còn nhiều lắm. Thẩm Trân Châu, việc tới nước này rồi mà cô còn dám cứng miệng, dám trực tiếp gọi tôn danh của bổn phi, đúng là gan người lớn thật. Tố Từ, ta nghĩ cách dụ cô ta mở cửa, chút nữa tùy cơ ứng biến. Ừ. Bổn phi là dương phi chính thức trong dương phủ này, còn ngươi là cái thứ gì? Bổn phi có quý phi nương nương chống lưng, dù bổn phi phạm lỗi cũng sẽ không giống như cô, một lần lại một lần bị nhốt. Ta bị nhốt ở đây chẳng qua là tạm thời vài ngày thôi. Cho dù mấy ngày nay ta không ở bên cạnh điện hạ, cô cũng đừng hòng có được trái tim điện hạ. Cô chẳng qua là một dương phi hữu danh vô thực, có gì giỏi giang đâu. Dương phi dừng bước. Đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu sao? Trong lòng của điện hạ chỉ có ta. Cô vừa ngốc, tính tình nóng nảy, điện hạ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô. Thẩm Trân Châu, à, tiện nhân này, mau mở cửa cho ta. Điện hạ có lệnh, thuộc hạ không dám không nghe. Người... Dương phi, đừng chọc tức điện hạ nữa. Thôi Thái Bình, ta còn tưởng rằng cô cái gì cũng dám, chẳng qua là lớn tiếng kêu gào thôi.
Ngay cả thị vệ trong phủ cũng không nghe cô. Đúng là trò cười. Dương Phi, bổn phi kêu các ngươi mở cửa, các ngươi không để bổn phi trong mắt đúng vậy không? Các ngươi không biết cửa cửa của bổn phi là ai hả? Gì của bổn phi là ai biết không? Mau mở cửa cho ta. Dạ, Dương Phi. Tiểu Phi, nhìn lên, nương nương, Tiểu Phi, nương nương, nương nương, nương nương, nương nương, lùi xuống hết đi. Dạ, dạ. Quảng Bình Dương điện hạ, chàng thắng rồi, thiếp không đấu lại chàng. Chàng không phải muốn tính vật kia của Độc Cô Gia sao? Ta có thể cho chàng, chỉ cần chàng đừng làm hại An Nhi là được. Ta xin chàng, ta xin chàng tha cho An Nhi đi. Tất cả những gì ta làm, trong lòng của nàng đều là giở thủ đoạn để cướp tính vật kia, có đúng không hả? Tấm lòng của ta nàng hoàn toàn không nhìn thấy, hoàn toàn không để ý sao? Tấm lòng của chàng đối với thiếp, thiếp lúc nào cũng tin tưởng. Nhưng bây giờ tất cả chẳng qua chỉ là một trò đùa. Được, vậy ta sẽ để nàng nhìn rõ trò đùa này. Mộ Dung Lâm Trí đã chữa khỏi cho Thẩm An, bây giờ nàng hãy cùng ta đến trước mặt Thẩm An đối chất đi. An Nhi. An Nhi. Để tới. An Nhi, để sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Quảng Bình Dương điện hạ, tuy đệ đệ ta sống khép kín nhưng trí nhớ rất tốt, chỉ cần là chuyện đệ ấy từng nhìn qua hoặc nghe qua thì tuyệt đối không nhớ nhầm. Nếu chàng thực sự không hổ thẹn với lòng, dám đối chất với chúng ta không? An Nhi, hôm đó Thẩm gia chúng ta gặp họa diệt môn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đệ nhìn thấy cái gì? An Nhi, đừng sợ, đừng sợ. Nói tỉ tỉ nghe, để con nhìn thấy gì nữa?